Thưa quý vị và các bạn, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đêm qua và sáng nay 15 tháng 5 trên khu vực tỉnh đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14 tháng 5 đến 15 giờ ngày 15 tháng 5 phổ biến là từ 10 cho tới 40 mm, có nơi trên 50 mm. Tân Trịnh, Quang Bình 97 mm, Nậm Ban, Mèo Vạc 78 mm, Tùng Bá, Vị Xuyên 54 mm, Du Già, Yên Minh 50 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới, từ chiều tối nay 15 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 trên khu vực tỉnh có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến là từ 20 cho tới 50 mm trên 24 giờ, có nơi trên 70 mm trên 24 giờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo từ ngày 17 tháng 5 trên khu vực tỉnh còn có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai mưa lớn cấp 1, 5. Dự báo tác động của mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ ở ven sông suối, sườn đồi và các công trình đang thi công, ngập úng ở vùng trũng thấp. Lưu ý ở các huyện như là Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, Bắc Quang, huyện Bắc Mê, Yên Minh và Quản Bạ. Mưa lớn kèm theo các hiện tượng như là lốc sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm đến tính mạng con người, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, làm gãy đổ cây cối và hư hại nhà cửa. Tiếp ngay sau đây là bản tin dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 cho tới 24 độ, độ ẩm trung bình là 86%. Khu vực di tích quốc gia Dụng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây. Các khu vực như là Hoàng Su Phì, Xín Mần nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 cho tới 27 độ, độ ẩm trung bình 86%. Còn ở khu vực vùng núi thấp, các huyện như là thành phố Hà Giang, Bắc Quang, Bắc Mê và Quang Bình, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 22 cho tới 29 độ, độ ẩm trung bình là 86%.